gần như thời gian gần đây, những người yêu công nghệ và những người yêu đồ Apple hay đồ iPhone chẳng hạn thì thật sự có lẽ đã khá là quen với cái từ này. Chúng ta có rất nhiều thứ liên quan đến MagSafe thời gian gần đây, ví dụ là sạc MagSafe này, phụ kiện có thể sạc được MagSafe này, ốp lưng có thể sạc được MagSafe và bla bla vân vân vân. Thì thật sự MagSafe là cái gì và MagSafe có công dụng như thế nào và chúng ta có nên sử dụng MagSafe hay không thì chưa có quá nhiều người nói. Và như kiểu mình đang có một con iPhone ở đây này, mình đang có dòng 13 series thì nó có thật sự nên sử dụng MagSafe hay không? Thì ok, mình sẽ làm video này để giải thích cho các bạn nhé. Và chào mừng quay lại với kênh Thế Giới Phụ Kiện. Thì đầu tiên, MagSafe là một thể loại sạc từ tính và nó khác với các thể loại sạc truyền thống khi mà chúng ta sẽ găm trực tiếp dòng điện vào trong chiếc điện thoại qua các cái cổng, ví dụ cổng Type-C ở đây hoặc là cổng Lightning. Thì MagSafe nó sẽ gắn điện và sạc thông qua từ tính nha mọi người. Chúng ta sẽ gắn nó lên các thiết bị có hỗ trợ sạc MagSafe, chúng ta gắn lên lưng. Thì cái này nó đã xuất hiện từ khoảng những năm 2006 rồi và nó đã từng được mang lên những chiếc MacBook vào khoảng cỡ năm 2012 đến 2015. Nhưng mà vào năm 2016 thì nhà Apple đã quyết định loại bỏ nó đi. Nhưng khi mà ra mắt cái thế hệ iPhone 12 series đổ đi á, thì họ lại quyết định mang công nghệ MagSafe này trở lại để sử dụng, giống kiểu là một cái high end hơn, một cái nâng cấp hơn dành cho các thiết bị thông minh của nhà Apple. Nó có khả năng sạc từ tính và gọi là giống kiểu sạc không dây để nhìn cho nó sang chảnh hơn và nhìn cho nó fancy hơn. Thì con này có rất là nhiều câu trả lời và những cái câu hỏi theo kiểu là con này sạc có tốt không, con này sạc ra sao, như thế nào và thời gian sạc của con này có cụ thể là nó có tốt hơn những dòng sạc thông thường hay không. Thì ở đây mình sẽ có video cho các bạn kiểm chứng luôn. Trên tay mình hiện giờ đang có con Belkin Boost Charger và cái công suất của nó là 10W và với những thiết bị sạc không dây thông thường thì nó sẽ là 7.5W. Và con này được là một trong những con gọi là được nhà Apple cung cấp những cái chứng chỉ về chuẩn sạc về bên thứ ba nó tốt như kiểu hàng chính hãng á. Thì mình sẽ dùng con này để test và kiểm chứng về cái khả năng sạc cũng như thời gian sạc của mình với cái thiết bị nha. Ở đây mình có một cái củ sạc cũng của nhà Belkin luôn với cái công suất là 20W thì mình sẽ sạc cụ thể cho các bạn thấy. Đó, rồi. Đầu tiên nha, nói thật là khi mình gắn vào thì nó cũng tương đối chắc nè, các bạn có thể thấy thực sự nó tương đối chắc, nó có thể giữ được. Nhưng mà nếu như gọi là 100% thì không thể, tại vì nếu như mà nó giữ được 100% thì làm sao mà các bạn gỡ cái điện thoại của các bạn ra khỏi cục sạc được để mà sử dụng, đúng không? Thì nó sẽ ở mức chắc để các bạn có thể sử dụng, nhưng mà không recommend các bạn cầm rồi kiểu quăng quăng vứt vứt lướt lướt là rớt cái điện thoại là ráng chịu nha. Với cái công suất của nó là 10W á, thì sau khi mình sạc 30 phút với con iPhone 13 mini này nha thì nó đã sạc được 22% từ khi pin có 0%. Còn với cái đầu sạc C to Lightning bình thường á, cái sợi dây truyền thống á, thì với cái công suất tối đa của cái củ sạc này là 20W thì mình sạc được từ tận 58% sau 30 phút sử dụng. Thì có lẽ là đây là một cái sự chênh lệch cũng thuộc diện lớn, và nếu như hỏi mình rằng mình có recommend mọi người sử dụng con này không thì mình vẫn nghĩ là tạm thời ở thời điểm này chúng ta sạc có dây nó vẫn tiện lợi hơn. Tại vì con này hoàn toàn nó vẫn phải có dây để các bạn gắn vào, và nó chỉ có một cái điểm khác biệt lớn nhất là nó gắn vào lưng, còn cái kia là nó cắm vào cái đầu chấu của chúng ta thôi. Thì bao giờ mà có cái công nghệ kiểu gọi là sạc mà sạc không khí như kiểu nhà Huawei hay một số hãng khác người ta đang phát triển á, mà kiểu chúng ta chỉ cần để trong phòng hoặc một khu vực nào đó nhất định mà kiểu đặt vào cái xong nó tự sạc luôn, thì mình nghĩ là thời gian lâu một chút hoặc là chúng ta đi ở trong phòng nó tự sạc thì mình nghĩ là tiện lợi hơn. Chứ còn bây giờ với cái sợi dây này, thừa nhận nó có chiều dài rất là lớn là 2m, nhưng mà chúng ta vẫn thực sự chúng ta vẫn đang phải gắn vào lưng. Còn nếu như các bạn là một người là fans của Apple và muốn giống kiểu có những cái trải nghiệm fancy và những cái trải nghiệm gọi là kiểu của người giàu á, thì mình nghĩ là mua con này về để trải nghiệm thì vẫn ok. Nhưng mà nếu như xét về cả mặt kinh tế cũng như là về cả mặt gọi là sự khác biệt hay tiện lợi gì đó thì mình nghĩ là giữa con này với cả sạc có dây, những cái dây truyền thống của chúng ta thông thường, những cái dây C to Lightning, nó vẫn chưa có gọi là một cái đột phá nào quá lớn cả. Còn với con Belkin mà mình đang sử dụng ở đây á, thì thật sự nếu như mà gọi là để gắn vào con iPhone 13 mini thì có một phần nào đó mình sẽ cảm giác nó hơi to và hơi cấn. Nếu như mình gắn kiểu này mà để mình chơi game hay là để sử dụng thông thường thì thật sự là nó kiểu có nguyên cục đằng sau lưng á. Thì cái này có lẽ là sẽ phù hợp với những cái dòng giống kiểu là iPhone 13 Pro hoặc là những cái dòng iPhone 12 Pro, mà những dòng có cái bán lưng hoặc là có cái diện tích tiếp xúc lâu hơn á. Còn nếu ví dụ như mình ở đây mình đang có một con Note 10 nữa thì khi mà mình gắn nó vẫn nhận sạc nhanh bình thường, tức là cái này nó có thể tích hợp cho bất kỳ sản phẩm nào. Còn cái sạc Belkin Boost này charger này nó có thể sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào có khả năng sạc không dây, kể cả AirPods, kể cả các cái thiết bị giống như kiểu là nếu như ai muốn mua con này nha, thì các bạn giống kiểu là ở nhà mà có những con AirPods hoặc là có những cái sản phẩm mà giống kiểu để cần sạc
chung với thằng điện thoại á, kiểu như các bạn mua thêm cái này để các bạn sạc cho nó tiện thì mình nghĩ là vẫn ok. Nhưng để sử dụng là sạc chính thì thật sự vẫn hơi chậm một chút. Nãy giờ nói nhiều về những cái bất lợi của con sạc MagSafe rồi, thì con này nếu như mà so sánh với những cái sạc truyền thống thì nó sẽ có những cái ưu điểm gì? Mình nghĩ là cái ưu điểm lớn nhất sẽ nằm ở cái việc là nếu như mà chúng ta để ý trong cái trường hợp sạc có dây và gắn dock sạc thông thường mà gắn ở dưới đuôi ấy, thì ví dụ như đang dùng nha, có một người đi ngang qua mà người ta vấp phải cái sợi dây đấy, kiểu như là đang trong một cái tình thế mà kiểu nhiều người cùng sạc hoặc là ở cái môi trường nào đó mà có đông người á, thì nếu như dùng những sạc thông thường mà để trên bàn này hoặc là đang cầm trên tay mà đang cắm sạc mà người ta vấp qua một cái á, thì khẳng định cái điện thoại sẽ bị giật hoặc sẽ bị rớt. Nó khiến cho cái việc cái điện thoại bị rớt theo và bay theo á, thì có thể gây vỡ màn hình hoặc là gây xước, gây hỏng hóc gì đó. Nhưng với những con sạc MagSafe này mà người ta đụng vào á, bực cái là cái sạc nó đã bay ra rồi, thì nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế được cái tình trạng đấy. Nhưng mà xét trên nhiều phương diện thì cái tính năng này nó ở mức là điểm cộng thôi. Mình nghĩ đây là một cái điểm cộng cho sạc MagSafe thôi. Vậy tổng quát lại từ nãy giờ mình nói về sạc MagSafe ấy, thì thật sự đây là một chiếc sạc vào thời điểm hiện tại nha. Mình xin nhấn mạnh là vào thời điểm hiện tại, nó mang nhiều ý nghĩa về mặt trải nghiệm hơn khi mà chúng ta có một cái công nghệ mới, một cái trải nghiệm gọi là luxury hơn, tốt hơn hoặc là kiểu gọi là không gian hơn, mới hơn á. Nhưng mà nếu như xét đúng về cả mặt kinh tế, về cả mặt sử dụng, về nhiều thứ thì bây giờ cái sạc MagSafe này vẫn chưa quá tối ưu. Nhưng nếu như để vài năm nữa đi, ví dụ như nhà Apple đã từng loại bỏ cái jack 3.5 trên những cái đời iPhone 7, iPhone 8 gì đó, nếu như mình không nhớ nhầm, thì thật sự có khi sau này họ cũng sẽ loại bỏ cả cổng Lightning luôn. Vậy nên đây có thể là công nghệ mới và là công nghệ của tương lai, và chúng ta vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau này mà, tại vì nhà Apple họ sẽ làm rất là nhiều thứ mới và rất là gọi là nhiều cái đột phá. Thì hãy mong là một ngày nào đó có thể là sạc MagSafe này sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ có những cái sản phẩm sạc ảo ma hơn, có thể sạc không khí gì đó. Thì ok, cảm ơn các bạn đã coi video, và nếu thấy video này hay và hữu ích thì nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện nhé. Cảm ơn, peace.